Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu ông Putin có bị bắt giữ khi đến thăm Mông Cổ hay không? Ngày 31 tháng 8, AFI tiếng Việt loan tình, Tòa án hình sự quốc tế và Ukraine yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Putin. AFI cho biết, ngày 30 tháng 8, Tòa án hình sự quốc tế và Ukraine đã yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thăm Mông Cổ. Nhưng Điện Kremlin tuyên bố không hề lo ngại theo đó, Tòa án hình sự quốc tế vào tháng 3 năm 2023 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin với cáo buộc đã đưa nhiều trẻ em Ukraine sang Nga. Cho tới nay, Moscow vẫn không công nhận tòa án này đã bác bỏ cáo buộc đó. Và đây là hình bản tin trên AFI. Theo AFI, lần đầu tiên kể từ có lệnh bắt giữ nói trên, vào thứ Ba tuần tới, ngày 3 tháng 9, ông Putin sẽ đến thăm một quốc gia thành viên của tòa án hình sự quốc tế, đó là Mông Cổ với tư cách là nước tham gia quy chế Roma thành lập tòa án hình sự quốc tế, Mông Cổ có nghĩa vụ hợp tác với định chế này, tức là có nghĩa vụ phải bắt giữ Tổng thống Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã thúc giục chính quyền Mông Cổ chuyển giao ông Putin đến trụ sở của tòa án hình sự quốc tế ở La Hy, Hà Lan. Nhưng AFI dẫn hãng tin AFP cho hay, tuyên bố với các nhà báo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định không có gì đáng lo ngại vì chúng tôi đối thoại rất tốt với những người bạn Mông Cổ của chúng tôi. AFI cũng cho biết khi một quốc gia thành viên không thực hiện các nghĩa vụ đối với tòa án hình sự quốc tế, tòa án này có thể đưa vấn đề ra cuộc họp các nước thành viên được triệu tập mỗi năm một lần. Nhưng nếu tòa án hình sự quốc tế có trừng phạt, thì đó cũng chỉ là khiển trách bằng lời nói, chứ không phải bằng văn bản. Vẫn theo AFI, trong quá khứ, nhiều cá nhân bị tòa án hình sự quốc tế phát lệnh bắt giữ như nhà cụ độc tài Sudan Omar từng đến các nước thành viên của tòa án hình sự quốc tế mà không gặp rắc rối gì. Tuy vậy, từ gần một năm rưỡi này, Tổng thống Putin đã tránh đặt chân đến một số quốc gia. Chẳng hạn, ông đã không đến dự thượng đỉnh của nhóm BRICS ở Nam Phi vào tháng 8 năm 2023 và thượng đỉnh nhóm G20 ở Ấn Độ vào tháng 9 năm 2023. Và đây là hình Tổng thống Nga Putin. Cần nhắc lại, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Maria, Ủy viên về quyền trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, với cáo buộc về việc trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực của Ukraine bị chiếm đóng sang Liên bang Nga trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Đây là lệnh bắt giữ đầu tiên chống lại nhà lãnh đạo của một nước là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau lệnh bắt giữ trên 123 quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế có nghĩa vụ giam giữ và giao ông Putin cho tòa án nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ. Theo một bản tin trên VOA Tiếng Việt vào tháng 3 năm 2023, một báo cáo của nhà nghiên cứu ở Đại học Yale cho biết, Nga đã giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine tại các địa điểm ở Crimea, bán đảo của Ukraine, mà Moscow đã chiếm và sát nhập vào năm 2014 báo cáo xác định ít nhất 43 trại và các cơ sở khác nơi trẻ em Ukraine bị giam giữ là một phần của mạng lưới có hệ thống quy mô lớn của Moscow điều hành kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo các công ước quốc tế, việc lưu đày trẻ vị thành niên bị coi là tội ác chống lại loài người như công ước Geneva năm 1949 về bảo vệ thường dân trong thời chiến, công ước liên hợp quốc về quyền của trẻ em, công ước 1948 về việc phòng ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng và công ước bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Hiện nay, một số quốc gia đã chính thức công nhận các sự kiện diễn ra ở Ukraine là một cuộc diệt chủng do các lực lượng Nga gây ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Liệu ông Putin có bị bắt giữ khi đến thăm Mông Cổ hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phí môi giới cao và lương thấp khiến nhiều thực tập sinh Việt Nam phạm tội tại Nhật. Ngày 29 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Tôi gửi tiền ăn trộm về cho gia đình. BBC dẫn báo Asahi Shimbun cho hay, cuối tháng 7, một thực tập sinh người Việt 32 tuổi bị bắt vì trộm cắp. Ông cho biết, tôi đã gửi số tiền ăn trộm được về cho gia đình ở Việt Nam. Theo điều tra viên, ông này đã vay hơn 1 triệu yên, hơn 170 triệu đồng để trả phí cho một công ty đưa ông đến Nhật Bản, nhưng sau đó không thể trả được nợ. Báo Asahi dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho hay, năm 2023 có hơn 1.600 người Việt bị bắt ở Nhật, chiếm khoảng 28% tổng số người nước ngoài bị bắt giữ và là con số cao nhất tính từ năm 2019. BBC dẫn một khảo sát của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản cho thấy hơn một nửa số thực tập sinh đã vay trung bình 540.000 Yên, tức khoảng hơn 97 triệu đồng vào thời điểm tháng 4 năm 2022 để đến Nhật Bản. Nhưng 20% trong số này cho biết mức lương ở Nhật thấp hơn họ tưởng và nhiều thực tập sinh đã trốn ra ngoài tìm việc khác để có tiền trả nợ. Và đây là hình bài trên BBC. Từ cuộc khảo sát, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cũng cho rằng thực tập sinh sang Nhật Bản đang phải chịu mức chi phí không công bằng. Bên cạnh đó, BBC cho biết việc tỷ giá yên Việt Nam đồng xuống thấp cũng khiến thực tập sinh khó trả nợ hơn. BBC trích bài viết ngày 23 tháng 8 năm 2023 trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An cho hay: Việc đồng yên rớt giá khiến người lao động ở Nghệ An đi 3 năm lo không đủ tiền để trả nợ. BBC cũng dẫn một bài viết ngày 29 tháng 8 trên Nikkei Asian, theo đó nhiều người Việt nói rằng tỷ giá đồng yên và việt nam đồng suy giảm khiến họ không còn muốn tới Nhật Bản làm việc. BBC cũng cho biết, theo luật của Nhật, trong vòng 3 năm đầu tiên, thực tập sinh không được chuyển chỗ làm khỏi công ty tiếp nhận ban đầu. Việc này khiến nhiều người bất mãn với môi trường làm việc, chỉ có 3 lựa chọn tiếp tục làm việc về Việt Nam hoặc trốn ra ngoài. Theo tờ Nikkei Asian, nhiều thực tập sinh Việt Nam e ngại không dám lên tiếng khi bị người sử dụng lao động quấy rối tình dục hoặc ngược đãi bằng lời, bằng bạo lực hoặc không trả lương do sợ sẽ mất việc. BBC dẫn quan điểm của ông Nakashima từ một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người ngoại quốc sinh sống ở Nhật cho rằng chính phủ Nhật cần có những chính sách lâu dài hỗ trợ việc cư trú tại Nhật Bản. Và đây là hình thực tập sinh Việt Nam lên đường sang Nhật. BBC dẫn thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam có hơn 23.000 lao động tới Nhật làm việc. Việt Nam là quốc gia có lượng thực tập sinh nước ngoài lớn nhất ở Nhật. BBC tiếp tục dẫn trang Nikki Asian vào tháng 6 đưa tin rằng chương trình thực tập sinh hiện thời của Nhật đã bị chỉ trích khi thực tập sinh Việt Nam phải vay một số tiền lớn để có thể sang làm việc. Trung bình, một người phải trả hơn 112 triệu đồng để các công ty môi giới giúp qua Nhật Bản làm việc. Nikki Eshan dẫn nguồn tin cho biết, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, viết tắt JICA, sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế, viết tắt ILO, để giảm gánh nặng tài chính cho những người học việc đi Nhật Bản. Theo đó, JICA, Chính phủ Việt Nam, ILO và các bên khác sẽ sớm ký một thỏa thuận thành lập sáng kiến tuyển dụng công bằng và đạo đức Việt-Nhật dự kiến sẽ được áp dụng vào mùa thu năm nay. Theo đó, Chika và các đối tác sẽ tạo ra một cơ chế yêu cầu nhà sử dụng lao động Nhật trả hơn 50% phí tuyển dụng và thực tập sinh Việt Nam phải trả cho các công ty môi giới. BBC nhận xét, hiện tại Nhật đang dần mất ưu thế tuyển dụng lao động nước ngoài trước các quốc gia khác, chẳng hạn Hàn Quốc, vì mức lương thấp hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phí môi giới cao và lương thấp khiến nhiều thực tập sinh Việt Nam phạm tội tại Nhật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.